Bé trai 10 tuổi rơi ống trụ bê tông đã tử vong. Chiều tối mùng 4 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chia sẻ với báo chí về tình hình cứu nạn và thông tin xác định về bé 10 tuổi gặp nạn. Theo ông Bửu đến thời điểm hiện nay cơ quan chức năng tại hiện trường đã xác định bé Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi đã tử vong. Ông Bửu cho biết thêm xác định như vậy là do nhiều cơ quan cùng đánh giá đưa ra dựa vào thời gian bé gặp nạn, tình trạng rơi vào ống cống có độ sâu. Hiện ngành chức năng đang tìm mọi cách đưa em bé lên mặt đất để gia đình lo hậu sự. Được biết trước khi thông tin về báo chí, cha của bé Hạo Nam đã được đưa vào hiện trường làm việc với cơ quan chức năng các chỉ huy cuộc cứu hộ cứu nạn này. Bé rơi xuống trụ bê tông nhặt ve chai lấy tiền học võ để khỏi xin mẹ, 21.000, người ta trả 15.000. Xuyên đêm mùng 2 đến dạng sáng mùng 3 tháng 1, lực lượng cứu hộ Đồng Tháp vẫn miệt mài để sớm nhất có thể giải cứu cháu bé rơi xuống cọc bê tông rỗng sâu 35 mét. Lực lượng cứu hộ với khoảng 350 người chia nhiều tổ, luân phiên chia ca làm việc liên tục, mục tiêu sẽ nhổ được cọc bê tông mà bé trai rơi vào trong sáng sớm mùng 3 tháng 1. Đoạn clip ba mẹ bé trai tâm sự được chia sẻ trên mạng khiến ai nấy nghẹn ngào cầu mong phép màu đến với em. Người cha cháu bé chia sẻ, cháu trai chạy về thông báo con anh bị rơi xuống hố, ban đầu anh chỉ nghĩ con bị rơi xuống cống bình thường, nhưng chạy ra mới bàng hoàng, chạy ra nghe tiếng nó, hỏi anh kia là nãy giờ có lôi lần nào chưa, anh ấy nói là lôi một lần rồi mà hụt, anh kia mới chạy xuống phà lấy thêm dây nối vào, nối vào xong thả xuống kêu, "Cu con ơi con có thấy thì con nắm dây ba lôi con lên, không có động đậy gì hết, nghe nó la thôi, la một hồi là rơi xuống." Ba cháu bé bật khóc nói, theo lời gia đình, cháu bé học lớp 5, đi học võ được một tháng nay và cần đóng học phí 60.000 đồng. Vì không muốn xin ba mẹ tiền, nên bé trai tự đi nhặt ve chai kiếm tiền, bán được 21.000 nhưng người ta trả 15.000, thiếu lại con 6.000 để con đi kiếm thêm bán cho đủ, kiếm tiền đóng tiền học cho mẹ khỏi lo. Sau khi đi nhặt ve chai tiếp thì xảy ra chuyện, đứa cháu chạy về nói, bác ba ơi anh cu lộn xuống hố rồi, tưởng đâu lộn xuống cống bình thường. Về sau, thấy mấy anh ở gần đó chạy vào kêu cứu con anh ơi, cứu con. Thằng bé lên tiếng một hồi rồi sau đó không còn nghe tiếng con nữa. Người mẹ bật khóc. Cha cháu bé cho biết chỉ nghe thấy con la hết ở dưới chứ không biết con nói gì. Sáng mùng 3 tháng 1, Thượng tá Trần Đình Công, chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Công binh 25 quân khu 9 cho biết, các lực lượng có mặt tại hiện trường đã chạy đua với thời gian để thực hiện các phương án cứu nạn đã thống nhất trước đó. Do đây là vụ tai nạn hy hữu, điều kiện cứu hộ vô cùng khó khăn và ngặt nghèo, nhưng dù chỉ còn tia hy vọng mong manh, các lực lượng vẫn sẽ nỗ lực đến cùng để cứu cháu bé. Trước đó 11 giờ 30 ngày 31 tháng 12, bé Hạo Nam cùng ba bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh 857 xã Phú Lợi Nhật Sắt, lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 cm. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt triển khai nhiều phương án, trong đó dùng máy xúc múc quanh trụ bê tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc. Tuy nhiên khi đào xuống khoảng 10 m, lực lượng cứu hộ không thể rút được trụ lên.